Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chương trình diễn âm sấm giảng người đời của ông Sư Giải Bán Phai tiếp theo đến cuốn thứ bảy, kính mời chư quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi buồn nhớ lại, ngồi buồn mấy lời Phật biểu đôi trương ghi vào. Hướng thai trần hà xiết bao, cứ đêm chuyện dư chất cao như thành. Lương thần biên chép đành rành, tội dư trăm tội ai xin đằng nào. Nhiều người thật rất hùng hào, chẳng kể đầu bạc tuổi cao chút nào. Am dân thì lại ít giàu, cho nên mắt phải lao đao nhiều bề. Hay ai tu niệm cười chê, thầy hay dạy dõi khỏi bề gian nan. Ngạc đời nói việc gì đoan, rủ nhau dùm miệng ngửa ngang chê cười. Cười một mà khóc tới mười, sao không suy xét vui chi bớ người. Tôi nói chứng có đất trời, ngạo cười đỏ cửa thứ mười dân ngôi. Ngưỡng thang chẳng có thấu trời, xa vào hắc ám biết ngày nào ra. Trần hà hay là ở đâu? Thuở xưa sáu chục bạc đầu, đời nay ba chục tóc râu bạc nhiều. Có lại ở hành kiêu, nói mình bá hộ khi chê kẻ nghèo. Sang giàu như bọt như bèo, nghèo mà tu niệm như kèo lòng xưa. Dầu cho sớm nắng tối mưa, cũng là khó thấm nước vô tới
với kèo. Lung lăng khác thể như bèo, nay dời mai dình treo leo bến bờ. Tu hành nào có bơ vơ, cũng như tầm nhồng có tơ bao ngoài. Ở trong như thế lâu đài, khỏi lo khỏi sợ chi loài chồng gai. Ác nhân mắc quả mắc tay, nói cho hung ác luận bàn cười chê. Người lành khác thể quê mây, lung lăng khác thể như chai vậy mà. Mai non khô héo tiêu mòn lá bông, còn đâu mà đợi mà trông. Tu hành nào có mang gông bao giờ, bề tài nhân quý tóm thâu cơ đồ. Quyền cao bằng lý đạo tông, làm tài trình tế mạng dông tại chùa. Châu xương tài sức không vừa, mắt mưa quang thánh phải theo phục tùng. Sư đồ tài phép không cùng, bề tài thúc bảo gợi mà thế nhi. Thành đô tài gà ai bì, mắt tài huấn bá thác thì ra ma. Dương phạm nào khác na tra, còn lầm lê thị quá mà tiếc cương. Trung thần là triệu khắc thường, gian thần vừa diệt thiên dương miểu thờ. Tước quyền chính thị nam dương, bị nàng hàng thị một giờ thác quan. Long dương ở cõi hài gian, khi người thầy bói nên chàng dòng thân. Quyền trang tam tạng tu cần, 80
ơi, một nàng mà không lụy mình, trình hâm là đứa bạc tình, thời sao mắc phải thiên đình sơ phân. Dân tiên mắc nạn mấy lần, ngày sau người được ân rồng trị dân. Nguyệt Nga trinh tiết liều thân, gian nan xá kể trong gai nhiều bề. Sao nàng chánh hậu quang thế, trung trinh tiết hành ai chê bao giờ. Lang tâm như mồ di cơ, thác rồi tiên nhớp nhơ đời đời. Dầu ai có giỏi dối đời, trần gian không rõ Phật trời cùng hay. Trụ dương tửu sắc mê say, nhà thương mất nước quân thần tan quan. Gái như nàng gió thì lan, chê tiền bóng quán sao nàng lại đuôi. Lan châu vốn thiệt là cùi, hết cơn đài đỏ sao ngồi bao ngồi. Dinh sang họ tà chăng rồi, sao lại bị đuổi ra ngoài làm dân. Đời có đọa tổ tông của mình, tham gian hung ác bất minh, hết tài tới quà, hết tinh tới tà. Kể sao cho vậy mà kinh này nói tích nay dùng thời coi. Mặc tình già trẻ xét soi, chớ tội đâu có đồ nồi rút ra. Mấy bài của Phật cho ta, chớ đâu nào có sai hoa đâu mà. Cũng nhờ Đức Phật Di Đà truyền rao trần thế
đừng xem. Tu hành như thế cái đèn lung lăng khác thể buộc chen kẹt rào. Thiện ác Phật đã truyền rao, mặc tình thiên hạ nào biết đâu. Ở đời đằng cá quên câu, được chim bé ná được cầu quên cây. Hơn tôi như thế bị đài, bốn phương thiên hạ đông tây tới hoài. Phật cho giải muộn một bài, cuộc đời tôi có ép này chi ai. Tôi thề có Phật Như Lai, mặc tình thiên hạ dành ai thì dành. Chớ tôi không giật không dành, sao lại nhiều kẻ tranh hành với tôi. Ai ai cũng ở trong trời, phần ai nấy hướng ngào đời làm chi. Mình tài trí tiên tri, sao mà theo ngào cười chi si hiền. Khổ đoạn lại khổ đoạn trường, thấy đời kiêu ngạo mà buồn lắm thay. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, chứng minh trần thế thọ này bình an. Nam mô A Di Đà Phật.